không chia sẻ đầy đủ thông tin sớm hơn sau khi dịch bệnh này bùng phát ở Trung Quốc. Trump nêu rõ trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, dịch bệnh này lẽ ra đã được ngăn chặn ngay khi nó xuất phát từ Trung Quốc. Không thể ngồi im để Mỹ chỉ trích, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc rằng quân đội Mỹ có thể đã mang virus corona đến Vũ Hán sau khi quan chức Washington đổ lỗi cho Bắc Kinh gây ra dịch bệnh. Nhà dịch tễ học hàng đầu ở Trung Quốc đã nói rằng, mặc dù được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Có một thuyết âm mưu phổ biến ở Trung Quốc rằng các binh sĩ Mỹ tham gia Thế vận hội quân sự ở Vũ Hán năm ngoái có thể đã đưa virus vào Trung Quốc. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào để chứng minh điều này. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, số cá nhân báo cáo thất nghiệp để được hưởng trợ cấp đã tăng hơn 3 triệu người, từ 281.000 người lên 3,28 triệu người trong tuần này. Thông tin này được cho là cái nhìn chính thức đầu tiên về một sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ. Để ngăn chặn một cuộc suy thoái tồi tệ. Hiện tại là ổ dịch lớn nhất thế giới. Mới đầu năm nay, Mỹ đã xem thường dịch bệnh này không bằng bệnh cúm mùa hàng năm của họ. Người Mỹ đang sợ hãi thật sự. Tổng thống Trump nhấn mạnh và cho rằng các quan chức Trung Quốc đã không chia sẻ đầy đủ thông tin sớm hơn sau khi dịch bệnh này bùng phát ở Trung Quốc. Trump nêu rõ trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, dịch bệnh này lẽ ra đã được ngăn chặn ngay khi nó xuất phát từ Trung Quốc. Không thể ngồi im để Mỹ chỉ trích, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc rằng quân đội Mỹ có thể đã mang virus corona đến Vũ Hán sau khi quan chức Washington đổ lỗi cho Bắc Kinh gây ra dịch bệnh. Nhà dịch tễ học hàng đầu ở Trung Quốc đã nói rằng, mặc dù được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Có một thuyết âm mưu phổ biến ở Trung Quốc rằng các binh sĩ Mỹ tham gia Thế vận hội quân sự ở Vũ Hán năm ngoái có thể đã đưa virus vào Trung Quốc. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào để chứng minh điều này. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, số cá nhân báo cáo thất nghiệp để được hưởng trợ cấp đã tăng hơn 3 triệu người, từ 281.000 người lên 3,28 triệu người trong tuần này. Thông tin này được cho là cái nhìn chính thức đầu tiên về một sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ. Để ngăn chặn một cuộc suy thoái tồi tệ, Mỹ tung ra các gói kích cầu từ 8,3 tỷ đô la rồi đến 750 tỷ đô la và giờ đây là gần 2.000 tỷ đô la. Giá trị các gói cứu trợ kinh tế Mỹ do thiệt hại từ dịch COVID-19 cứ tiếp tục tăng. Ngay cả những nghị sĩ cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa mà trước đây luôn chủ trương tăng tiện trong chi tiêu công thì nay không ngần ngại gật đầu đổ thật nhiều tiền để hạn chế thiệt hại kinh tế do đại dịch. Gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la, lớn nhất lịch sử Mỹ, vừa được hai đảng đồng thuận vào rạng sáng ngày 25 tháng 3 theo giờ Mỹ. Khi ấy, đã có nhiều tranh luận liệu Mỹ có đủ tiền chi trả khoản tiền khổng lồ như vậy hay không? Nhưng giờ đây, khi dịch bệnh buộc 1/3 dân số Mỹ sống dưới lệnh phong tỏa, các nhà làm chính sách dường như không còn quan tâm đến chi phí. Gói kích thích kinh tế này sẽ chuyển tiền trực tiếp cho cá nhân, doanh nghiệp Mỹ, tăng trợ cấp thất nghiệp giữa bối cảnh phong tỏa lan rộng, làm cuộc sống ở Mỹ đình trệ. Theo dự luật, các cá nhân có thu nhập dưới 75.000 đô la sẽ được nhận khoản tiền 1.200 đô la. Còn cặp vợ chồng có tổng thu nhập dưới 150.000 đô la sẽ nhận 2.400 đô la và được nhận thêm 500 đô la nếu có thêm một người con. Kể cả với một quốc gia nhiều tiền bậc nhất như Mỹ thì 2.000 tỷ đô la cũng không phải là con số nhỏ. Và đừng quên, đây không phải là một gói kích thích kinh tế mà chỉ là một gói cứu trợ, tức là chỉ giúp chống đỡ chứ không giúp phục hồi. Vậy câu hỏi đặt ra, làm thế nào để Mỹ lo liệu được khoản tiền 2.000 tỷ đô la? Câu trả lời là đi vay. Để hiểu vay bằng cách nào, chúng ta cần hiểu qua khái niệm trái phiếu chính phủ. Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do chính phủ phát hành. Phát hành trái phiếu chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn. Trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. Một lợi ích quan trọng của trái phiếu chính phủ là tính an toàn, thường được coi là không có rủi ro và tính thanh khoản cao. Khi cần người sở hữu hoàn toàn có thể bán lại và lấy tiền mặt nhanh chóng. Chỉ cần Quốc hội cho phép, Bộ Tài chính Mỹ có thể phát hành trái phiếu, bán trái phiếu cho các nhà đầu tư. Chính phủ nước ngoài, ngân hàng, quỹ đầu tư hay bất cứ ai muốn một khoản đầu tư an toàn và có tiền nhàn rỗi. Và trái phiếu chính phủ Mỹ thuộc loại an toàn nhất trong các loại chứng khoán, vì chính phủ Mỹ luôn có thể in tiền trả lại gốc. Nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu các nhà đầu tư có sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ Mỹ?
đồng nghĩa với việc cho chính phủ Mỹ vay tiền đến bao giờ. Khi họ cần lại số tiền mặt, nếu chính phủ không có, họ sẽ phải in để trả nợ chăng? Trump từng nói rằng, người Mỹ không cần phải lo lắng vì nước này luôn có khả năng trả nợ. Khi việc chính phủ cần làm chỉ đơn giản là in tiền mà thôi. Trump cho biết trong một buổi phỏng vấn với CNN, đây là chính phủ Mỹ mà, anh không bao giờ phải lo vỡ nợ vì có thể in tiền. Vậy nước Mỹ in tiền như thế nào? Trong rất nhiều khóa học về kinh tế, các giáo sư thường dạy sinh viên rằng in tiền là ý tưởng tồi. Vì khi đó tiền đang lưu thông sẽ bị giảm giá trị. Tiền ngày càng một nhiều trong khi hàng hóa lại không sản xuất thêm. Các cửa hàng khi đó sẽ phải tăng giá sản phẩm. Đó là tình trạng mà các nhà kinh tế gọi là lạm phát. Nước Mỹ chắc chắn không muốn trở thành Zimbabwe thứ hai. Quốc gia châu Phi này in quá nhiều tiền đến mức một chiếc bánh mì cũng tốn hơn 1.000 tỷ đô la Zimbabwe. Để tránh lạm phát khi tung ra 2.000 tỷ đô la, thì chính phủ Mỹ phải phân phối và có kế hoạch sử dụng hết sức hợp lý số tiền đó để kích cầu kinh tế, giảm thiểu nguy cơ lạm phát. Thông thường, mỗi năm FED, cơ quan độc lập được duy nhất được quyền in tiền đô la Mỹ, sẽ đặt hàng một lần cho Cục In Ấn Mỹ để đề nghị số tiền cần in. Ví dụ, tháng 7 năm 2015, với đơn hàng hơn 213 tỷ đô la tiền mới, gồm 5 đô la, 10 đô la, 20 đô la. FED có hai mục tiêu. Đầu tiên, họ phải thay thế số tiền cũ, hỏng, không còn dùng được nữa. Thứ hai, họ muốn bơm thêm tiền để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta cần biết, khi Trump hay bất kỳ ai khác nói về in tiền, họ thường không ám chỉ sản xuất tiền giấy và xu mới. Những đồng tiền sờ được chỉ là một phần nhỏ, 10% cung tiền trong nền kinh tế, còn 90% ở dưới dạng điện tử, trong các tài khoản ngân hàng. Thay vì in đô la thật, sẽ nhanh hơn nhiều nếu FED bơm tiền vào nền kinh tế thông qua mua tài sản như trái phiếu từ một ngân hàng. Theo góc độ này, FED đã in rất nhiều tiền từ sau khủng hoảng 2008 và tiếp tục dùng cách này trong năm 2020 để tung ra gói kích cầu 2.000 tỷ. Và các bạn đừng quên, đây không phải là một gói kích thích kinh tế mà chỉ là một gói cứu trợ, tức là chỉ giúp chống đỡ chứ không giúp phục hồi. Khi một dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra, người dân thường ngại đi ra ngoài và tránh những nơi tụ tập đông người vì sợ lây nhiễm bệnh. Thực khách không đi ăn ngoài khiến các nhà hàng thất thu, nhân viên phục vụ thiếu việc làm, du khách không đi du lịch khiến các hãng hàng không, du lịch, khách sạn làm ăn ế ẩm. Phòng khách sạn trống rỗng, máy bay đáp chiếu, nhân viên cũng ngồi chơi sơi nước. Công nhân không đến nhà máy làm việc khiến sản xuất bị đình trệ, sản phẩm không được xuất xưởng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Nhiều doanh nghiệp phải kêu cứu rằng nếu tình trạng đình trệ tiếp diễn trong 2-3 tháng, nhiều công ty sẽ phải tuyên bố phá sản. Thực tế là đã có rất nhiều công ty phá sản hoặc phải thu hẹp hoạt động, giảm lương, sa thải bớt nhân viên. Như vậy, căn nguyên của vấn đề dường như thuộc về lĩnh vực y tế chứ không phải kinh tế. Nếu dịch bệnh vẫn hoành hành, người tiêu dùng sẽ không vì lãi suất thấp mà đi mua sắm. Người lao động sẽ không vì được giảm thuế mà đi làm việc. Du khách cũng sẽ không mạo hiểm sức khỏe và tính mạng của mình chỉ để tận dụng các gói kích cầu. Chỉ khi nào dịch bệnh được dập tắt hay chí ít là được khống chế căn bản, thì các nỗ lực kích thích kinh tế mới thực sự mang lại hiệu quả. Đây là một đợt suy thoái giảm kinh tế bất thường. Chính sách hiệu quả nhất trước mắt không phải là tài khóa hay tiền tệ, mà là chính sách y tế. Nếu hệ thống y tế không kiểm soát được sự lây lan, các thị trường tài chính sẽ phải sớm chấp nhận rằng suy thoái là điều hiển nhiên. Nếu như khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến các doanh nghiệp không có vốn, thì trong dịch bệnh hiện nay, cho dù có ngân sách, song doanh nghiệp cũng không thể dễ dàng hoạt động vì nguồn cung nhiên liệu từ Trung Quốc bị gián đoạn. Nước Mỹ vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, nhưng không còn được như trước. Chúng ta có thể đang quan sát một hiện tượng mới, đó là sự giảm tốc kinh tế toàn cầu do Trung Quốc, chứ không phải Mỹ gây ra. Bốn đợt suy thoái toàn cầu vừa qua đều có nguyên nhân từ người tiêu dùng Mỹ. Nhưng vị thế của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu đã tăng một cách mạnh mẽ thời gian qua. Trung Quốc ngày nay đóng góp khoảng 1/3 tăng trưởng toàn cầu, tỷ lệ lớn hơn Mỹ, châu Âu và Nhật cộng lại. Vâng, đến đây thì video xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.